Xin chào các bạn nha các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Vlog nha các bạn. Hôm nay á, mình ra giường để mà mình ngồi ăn cơm á các bạn. Bữa nay á, mình nấu canh chua. Canh chua này là mình nấu canh chua cá lóc á các bạn. Rồi với lại mình kho quẹt cá hường. À các bạn nhìn nè. Đó. Cái chảo cá hường của mình nè các bạn. Tại cái nồi của mình nó đen á các bạn, cho nên nhìn nó đen luôn nha các bạn. Nhưng mà nó cá không có đen à các bạn, cá nó đỏ lắm. Đó. Còn đây á, là cá biển nha các bạn. Cá biển mình chiên á. Bây giờ mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Cá lóc nó canh chua rất là ngon luôn các bạn ơi. Đó, mình mời các bạn cùng ăn nha. Chấm nước mắm ăn. Ngon lắm các bạn. Bữa nay mình nấu canh chua cá lóc đơn giản thôi các bạn. Mình nấu khóm với lại cà chua với rau muống với lại tỏi tượng nè. Mình nấu đơn giản thôi các bạn. Mà đặc biệt cái tô canh chua này các bạn, mình lại thích nêm cái rau mà rau ôm á các bạn. Rau ngò ôm á. Ngon lắm các bạn. Mùi vị canh chua nó rất là ngon. Này cũng lâu rồi các bạn mình mới nấu canh chua cá lóc lại các bạn. Ngon quá. Canh chua cá lóc á, cá lóc này là cá lóc đồng đó các bạn, cái con nó giòn giòn nè chứ không có bự, nhưng mà ngon lắm, dễ thật. Cái này là khóm nè các bạn. Mình nấu canh chua á, này mình hay nấu với lại khóm các bạn. Nó có mùi vị khóm ngon lắm. Mình mời các bạn cùng ăn nữa nha. Này cá lóc nè. Ngon ghê luôn các bạn ơi. Cá lóc này nó dễ thịt ghê. Ăn giờ miếng khóm nữa, rất là ngon. Cá lóc ăn ngon ghê luôn các bạn ơi, ghiền luôn, ngon quá. Mình mời các bạn nữa nha. Miếng thịt cá lóc rất là dễ. Cái này có cá bạc má nè các bạn, mình chiên ăn rất là ngon luôn các bạn ơi. Này nãy mình muối rồi các bạn, mình muối rồi nè. Giờ mình chấm miếng nước mắm này thôi, không chấm nhiều. Mình muối sơ nó một miếng đó các bạn, ngon ghê luôn. Muối hơi lạt lạt chứ không có mặn luôn. Chấm thêm miếng nước mắm nữa, ngon quá. Công nhận mát ghê luôn các bạn.
Ở đây bữa trưa nắng gì mà gió thổi vô mát ghê luôn. Đây là con cá hường nè các bạn. Cá hường mình khô quẹt á, ngon lắm các bạn. Mình mời các bạn cùng ăn với mình nha. Ngon ghê luôn. Cái chậu cá gì nè các bạn. Đó, mấy con cá gì nè. Không tới 10.000 bạc nữa các bạn. Rẻ lắm. Tại vì cái chị này bán là chỉ hết cá rồi các bạn, cho nên còn mấy con mình lấy mấy con luôn. Mình thích cá này khô quẹt lắm, bởi vậy mình thấy cái mình mua rồi còn nhiều mình lấy nhiều. Mà thôi ít gì thì ngon lắm các bạn. Mình khô quẹt á, mình khô ít cá ngon. Ngon lắm. Cá lóc công nhận luôn các bạn. Nó dễ ghê thiệt chứ. Ăn ngon thiệt. Thịt cá rất là ngon. Một bữa ăn ba món mà không có nhiều tiền hết trơn các bạn, rất là đơn giản luôn. Cá lóc này cũng rẻ tiền lắm chứ không có mắc. Còn cá này thì có 40-50 ngàn ký. Còn chảo khô quẹt của mình không tới 10.000 nữa các bạn. Ba món ăn mà hả, rất là rẻ tiền. Video của mình chia sẻ bữa ăn đến đây cũng đã dài rồi, mình xin kết thúc video ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like, một share, một đăng ký nha các bạn. Bye bye các bạn nha. Hẹn gặp lại clip sau nha các bạn.